Hoan hỉ chào đón quý vị thân thương đã quay trở lại đồng hành cùng với kênh Bình An Tử Vi Phong Thủy. Và chúc quý anh chị ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong video thì Bình An xin chia sẻ về tuổi Tử Vi Quý Hợi năm 1983 nữ mạng năm 2022 cần chú ý những gì khi có sao Thái Âm và hạn Tam Kheo chiếu mạng năm 2022 sắp tới này. Và trước khi đi vào nội dung thì quý anh chị đừng quên like và chia sẻ video và đăng ký kênh Bình An Tử Vi Phong Thủy nhé. Tổng quan năm 2022 của tuổi Quý Hợi năm 1983 nữ mạng thì nữ mạng sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi, tức tuổi con heo, thường được gọi là lâm hạ chi trừ, tức heo trong rừng, mệnh thủy, đại hải thủy, nghĩa là nước biển lớn. Về mệnh thì thủy sẽ gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, kim sinh thủy, thủy được lợi là tốt. Về địa chi thì hợi gặp dần là lục phá. Về thiên can thì quý gặp nhâm là bình thường. Về sao chiếu mệnh là sao Thái Âm là cát tinh, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Về vận hạn là hạn tam kheo, hạn sức khỏe, tay chân nhức mỏi. Về vận niên là cẩu cùng phong. Về thái tuế năm 2022 là phạm thái tuế, phá thái tuế. Và tam tai thì không phạm tam tai. Và tuổi kim lâu không phạm kim lâu. Hạn hoàng ốc không phạm hạn hoàng ốc. Xem tử vi năm 2022 tuổi Quý Hợi nữ mạng theo ngũ hành. Đầu tiên là theo ngũ hành thì quý bạn tuổi Quý Hợi nữ mạng thì người tuổi năm 1983 mạng thủy sẽ gặp năm nhâm dần là hành kim, là tương sinh là tốt, thuận lợi trong các công việc và bên cạnh đó là còn sinh ra được tài và sinh được đường lộc. Và trong năm nay thì quý nhân giúp đỡ và công việc theo đó được hành thông vô cùng. Về cung phi của tuổi Quý Hợi nữ mạng là đoài, tức là kim, là gặp năm 2022 khôn là thổ, là tương sinh cũng là tốt. Chủ về một năm mọi việc được lộc và được tài và hành thông. Hơn nữa thì quý nhân giúp đỡ nên suôn sẻ vô cùng. Tử vi Quý Hợi nữ mạng theo thiên can, địa chi. Đầu tiên là theo thiên can thì thiên can của tuổi quý là thủy sẽ gặp năm nhâm cũng là thủy là bình hòa. Thì công việc tiến hành trong năm là bình thường và làm ra được tiền bạc cũng chỉ đủ chi tiêu cho gia đình. Thứ hai là theo địa chi thì địa chi của tuổi Hợi sẽ gặp năm nhâm dần là nhị hợp, thì công việc có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở và đây có thể là năm đi lại nhiều và công việc thì được hành thông. Về sao chiếu mệnh là sao Thái Âm, tức là tốt, thì ý nghĩa về sự may mắn cũng như phúc lộc sẽ đưa tới bạn nhé. Về sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Quý Hợi năm 1983 nữ mạng sao Thái Âm. Và sao Thái Âm là một cát tinh thuộc hành thủy, là một sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Và tác động của sao Thái Âm như sau. Đầu tiên thì sao Thái Âm chiếu mạng quý bạn Quý Hợi năm 1983 nữ mạng thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Thứ hai là sao chiếu mệnh nữ mạng năm 1983 sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ và danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Thứ ba là có lợi cho ai làm việc liên quan tới bất động sản, tu sửa, sửa chữa và xây dựng nhà cửa thì đều có lợi. Thứ tư thì người được sao Thái Âm chiếu mạng thì cuộc đời tốt đẹp và có phúc phần. Cuối cùng là khi sao Thái Âm chiếu mạng trong năm của bạn Quý Hợi năm 1983 thì thường gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tài sản thu được thì rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9, thì sang tháng 11 lại kém may mắn vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo u ám mà sao Thái Dương lại thuộc hành thủy. Và khi thủy khí cực vượng thì tâm lý con người thường có sự biến đổi và nhiều người nội tâm và trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn và lo lắng. Với bản chất là một sao chỉ tài phú và người xưa nhắc nhở khi có tiền thì vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn bạn nhé. Vận hạn năm 2022 của tuổi Quý Hợi năm 1983 nữ mạng hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo là một hạn chủ về sức khỏe và người gặp hạn Tam Kheo nên chú ý các bệnh về khớp và tránh ở những nơi ẩm thấp và không nên tới những nơi đông người và tránh kích động khi gặp phải những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương và xô xát. Ngoài ra thì gặp hạn Tam Kheo thì cũng cần đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân và xương khớp. Và người xưa thì dùng câu Tam Kheo thống nhãn thương thủ túc là để mô tả tất cả những việc mà các bạn Quý Hợi nữ mạng gặp hạn Tam Kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Còn về sức khỏe thì những người có hạn Tam Kheo trong năm này thì cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Và theo Bình An Tử Vi Phong Thủy thì những quý bạn Quý Hợi năm 2 gặp hạn Tam Kheo thì có thể các bệnh về suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Và một số người khác thì có thể có các bệnh liên quan tới bệnh xương khớp, tay chân hoặc té ngã và dẫn đến chân tay bị thương tích nha.
Cuối cùng là về đời sống thì không nên tụ họp ở những nơi đông người và tránh xa những khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này và cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không thì rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Cách giải hạn tam kheo như thế nào? Thứ nhất là nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức và làm nhiều việc thiện và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và những hoạt động từ thiện và giúp đỡ những người khác. Thứ ba thì vận dụng cách giải hạn tam kheo thì việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến và tránh để tình trạng hơi ẩm cao và giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh xương khớp và tay chân. Ngoài ra thì cũng nên vận động và thể dục thể thao để có sức khỏe tốt nhé. Thứ tư thì đối với các vấn đề về thị phi, miệng tiếng và châm biếm đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt và không nên chấp vặt và thù dai và để bụng và để tinh thần chứa chất những điều không vui. Hãy coi như họ chỉ nói đùa nói vui mà thôi bạn nhé. Vận niên năm 2022 của tuổi Quý Hợi năm 1983, nữ mạng Cẩu Cuồng Phong. Và Cẩu Cuồng Phong là hình tượng chó đã bị gió độc và điều này báo hiệu một năm không may mắn đối với nhiều quý bạn Quý Hợi nữ mạng. Nhưng nếu biết kiên nhẫn và khéo léo chờ thời thì vẫn có thể chuyển bại thành thắng không khó gì. Ngoài ra thì trong năm này thì sức khỏe của bạn không được tốt và cần hết sức lưu ý nhé. Thứ hai là về phương diện công việc sự nghiệp thì năm này thì quý bạn tuổi Quý Hợi nữ mạng thì nên giữ nguyên mọi việc như cũ và hạn chế thay đổi thôi. Và trong năm thì gặp vận niên này thì bạn nên giữ gìn chữ tín đối với mọi người và chọn cách làm ăn chắc chắn và không nên tham gia vào công việc có yếu tố may rủi và hạn chế xuất tiền bạc và chờ thời cơ nhé. Và cuối cùng thì trong năm vận niên Cẩu Cuồng Phong thì quý bạn Quý Hợi nữ mạng thì có thể gặp được bạn tốt nhưng dễ sinh lòng đố kỵ và cẩn thận giữ mình và tránh cãi vã tranh chấp. Tử vi tuổi Quý Hợi năm 1983, nữ mạng năm 2022 có phạm thái tuế hay không? Thì tuổi Quý Hợi năm 2022 thì tuổi Hợi phạm thái tuế là phá thái tuế và quý bạn nữ Hợi thì dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ và có thể phá hoại do mất đi quyền lực và tiền tài, sức khỏe, tình duyên và bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Với năm thái tuế như vậy thì quý bạn nên chú ý để có một năm thuận lợi và hành thông hơn nhé. Cuối cùng là xem tử vi tuổi Quý Hợi năm 2022, nữ mạng năm 1983 theo mùa sinh. Đầu tiên là xem bói tử vi năm 1983, năm 2022 sinh vào mùa xuân. Chủ về mùa sinh, mộc vượng không thuận mùa sinh thì tuy nhiên sẽ gặp năm 2022 nhâm dần thuộc kim là tương sinh thì quý bạn Quý Hợi nữ mạng nên sinh trong năm thì tin vui liên quan đến đất đai và nhà cửa sẽ đưa tới về kinh doanh và buôn bán. Và xuất hành trong năm thì gặp được may mắn, nhưng sức khỏe của người tuổi này thì không tốt liên quan tới bệnh đau đầu. Thứ hai là vào mùa hạ. Nếu sinh vào mùa hạ là hỏa vượng thì người nữ tuổi Quý Hợi sẽ có năm nhâm dần, tốt số bất phân. Bởi vậy thì tiến hành trong công việc trong năm thì nên cẩn thận và làm ăn có thể dễ thay đổi theo chiều hướng khác và tiền bạc phải đầu tư nhiều cho kinh doanh làm ăn bạn nhé. Thứ ba là vào mùa thu. Và có ngày sinh vào mùa này thì sức khỏe trong năm của người năm 1983 Quý Hợi không được tốt, ốm đau có thể lâu ngày và bên cạnh đó thì tình cảm vợ chồng cũng không được tốt. Năm này thì di chuyển đi lại nhiều và tiền bạc kiếm ra được thì cũng chi tiêu nhiều cho đầu tư kinh doanh và chú ý nếu xuất hành đi xa thì sẽ gặp bất lợi nhé. Cuối cùng là sinh vào mùa đông. Và đây là một mùa sinh tương trợ cho quý bạn Quý Hợi nữ mạng của người nữ sinh năm Quý Hợi và cùng với đó thì ngũ hành năm 2022 tương sinh quý bạn Quý Hợi nữ mạng. Và theo đó thì tin vui đưa tới về. Và tổng kết lại thì quý bạn Quý Hợi nữ mạng đã có chi tiết cho vận hạn trong vòng 1 năm là năm 2022 như thế nào rồi. Tuy nhiên thì mỗi cá thể và các vận hạn sau này sẽ ứng khác nhau. Và để biết vận hạn của bản thân như thế nào thì quý bạn có thể xem chi tiết bằng cách comment giờ ngày tháng năm sinh phía dưới để chúng tôi sẽ luận lá số tử vi giúp bạn. Và chúc bạn có một năm 2022 thuận lợi và nhiều may mắn nhé.